Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đại Lão Hòa Thượng Thường Nhân. Đại sư Thường Nhân là người ở thôn Chính Hoàng Kỳ, Tứ Đồn, huyện Song Thành, tỉnh Kiết Lâm, sinh vào cuối Triều Thanh. Ngài chưa từng được đi học, nhưng bẩm tánh thuần hậu và gặp vận may. Lúc ngài 18 tuổi, được ảnh hưởng bởi sự thủ hiếu của ông Dương Nhất, ngài tự quy định mỗi ngày lễ lại cha mẹ mình. 10 năm sau, trong vòng 18 ngày, cha mẹ ngài lần lượt bị bệnh và cả hai đều qua đời. Ngài tức Dương Hiếu Tử bèn kết am thủ hiếu. Trong thời gian thủ hiếu, ngài tịnh khẩu chỉ ăn gạo sống. Lúc sắp mãn hạn 3 năm thủ hiếu, ngài dự tính đến Thiên Quảng Nhị Sơn tu hành. Sau có Quế Nhân chỉ bảo rằng, vì thầy thành tâm thủ mộ, lòng hiếu thảo của thầy đã cảm động đến trời, mong nhờ ơn đức thầy sẽ hóa độ chúng sanh sau này. Thầy có duyên với huyện Song Thành chứ không phải ở Thiên Quảng Sơn. Lão Hòa Thượng Thường Nhân thủ hiếu được 6 năm, công phu thiền định tam muội càng siêu xuất và đã hiển hiện nhiều cảnh giới không thể nghĩ bàn. Qua hành động và cử chỉ, ngài đã ngấm ngầm dạy bảo hóa độ rất nhiều người. Sau khi thủ hiếu viên mãn, dân làng trong 48 thôn hợp nhau cử hành nghi lễ khánh chúc long trọng. Đồng thời họ cùng tuyên thệ sẽ hợp lực với nhau ủng hộ Tam Bảo, kiến lập chùa Tam Duyên làm đạo tràng mãi mãi. Vào năm Dân Quốc thứ 28, 1939, Đại sư Thường Nhân thọ nhận pháp của Đại Lão Hòa Thượng Thanh Trì tại Thượng Phòng Sơn, Bắc Kinh. Về chùa, ngài cử hành lễ thăng tòa nhậm chức phương trượng. Ngày 17 tháng 3 là sinh nhật của ngài. Các cư sĩ ở cách xa ngàn dặm cũng tụ hội về chúc thọ ngài. Thậm chí quan khách tới dự lễ có đến hơn 5.000 người. Tướng quân khu tư lệnh Nhật Bổn cũng đến lễ bái. Bình phòng vốn là khu quân mật, cấm túc sự đi lại của dân chúng. Nhưng vào ngày này, chính quyền cũng xả cản cho mọi người lui tới chùa dự hội. Đây là một đại lễ long trọng rất hiếm có thời bấy giờ. Lão Hòa Thượng cũng nhân buổi lễ, bèn sáng tác kệ chúc mừng. Vua Thuấn đại hiếu cảm động trời, voi giúp canh tác chim nhổ cỏ. Sư tôi hôm nay càng chí hiếu, người trời chúc mừng Phật cũng vui. Sau lễ thăng tòa, ngài quyết định mở mang tùng lâm, cất thêm phòng xá cho tăng chúng và thâu nhập chúng tăng, thành lập thập phương thường trụ. Hầu hoàn thành công trình này phải cần một ngân khoản lớn. Đương thời có một phú ông muốn tự mình đài thọ hết khoản chi phí, nhưng Lão Hòa Thượng khước từ, nói: vì đây là đạo tràng của thập phương nên do thập phương thí chủ bố thí trồng phước, vì thế tôi muốn đi quyên góp hóa duyên với từng nhà để góp gió thành bão. Nếu mọi người cùng nhau hợp lực đoàn kết nhất trí, tức chúng ta sẽ thành công, đều là do bá tánh cùng nhau tạo phước. Sau đó ngài bảo Hòa Thượng đi quyên góp từng nhà một, không phân biệt giàu nghèo mà từ bi bình đẳng quảng độ chúng sanh. Sau khi Nhật Bổn đầu hàng vô điều kiện, ách giận của Trung Quốc vẫn chưa kết thúc. Đông Bắc lại bị Nga Xô xâm chiếm, rồi cướp giật đốt nhà, giết hại dân chúng, tạo tội ác tày trời. Hòa Thượng nhận thấy tình thế không ổn định, nên đề nghị ngưng việc tu cất chùa chờ đợi thời cơ. Lão Hòa Thượng không nghĩ là vậy, và tiếp tục công trình xây cất tạo phước lành cho chúng sanh. Sau khi chùa Tam Duyên được hoàn tất, năm 1946, Đại Lão Hòa Thượng đi dân du bốn phương. Hòa Thượng lúc đó 29 tuổi, đi các nơi tham phỏng. Đại Lão Hòa Thượng viên tịch tại chùa Niêm Hoa, hưởng thọ 72 năm, giới lạp 22 năm. Hòa Thượng làm kệ tán: được trời ưu đãi, quy về chân nguyên, một chữ không biết, vạn pháp tự thấu. Chí đức chí hiếu, tận nghĩa nhân từ, dí như sao sáng bắt đầu tụ tập. Lại tán rằng: ít nói trầm mặc lời chậm rãi, cung hành thực tiễn biết đúng thời, thành khẩn hoan hỷ cùng khiêm nhượng, cung kính thuần hiếu mong cận sư. Thủ hiếu 6 năm tu phạm hạnh, lưu danh thiên cổ tiếng gian lừng, nghe danh hóa độ đức nghiệp trọng, người tin nghe pháp giữ chánh niệm. Ngày 22 tháng 11 năm 1985.
问三摩地所